Làm sao đây? Thằng nhóc này càng ngày còn không ra gì, ra ngoài cũng không thèm nói tiếng nào. Đúng vậy lão gia. Ông xem nó đi. Lão gia, người này có chuyện cần bẩm báo. Lùi xuống đi. Xin hỏi, có phải là Phương lão gia hay không? Có chuyện gì? Có người bảo tôi chuyển lời cho ngài, nói là bảo ngài chuẩn bị 1.000 đồng đại dương, đến tối ngày mai cầm đến rừng cây ở sườn núi để chuộc người. Chuộc người, chuộc ai? Phương lão gia, ngài xem, ngài phải cho tiểu nhân chút lợi lộc chứ. Cho hắn 2 đồng đại dương đi. Cảm ơn Phương lão gia. Là muốn ngài đi chuộc Phương Dân Sơn, Phương thiếu gia. Dân Sơn, con trai của tôi. Lão gia, con trai bị bắt cóc rồi đấy. Ông mau nghĩ cách đi lão gia. Con trai tôi, con trai của tôi, dưới võ công của Dân Sơn ai bắt cóc được nó chứ? Đúng vậy. Phương lão gia, tôi chỉ là người đi chuyển lời thôi, có tin hay không là chuyện của Phương lão gia. Dù sao cậu ta cũng bị bắt rồi, tôi đã chuyển lời xong, không có chuyện gì khác, tôi xin cáo từ. Nè, cậu đừng có đi chứ, đừng đi. Cậu nói tôi biết con trai tôi suốt cuộc kẻ bắt cóc nó là ai vậy? Nói cho tôi biết đi. Tôi thực sự không biết mà. Cậu biết, cậu nhất định là biết. Nhất định là biết mà. Lão gia, ông mau hỏi cậu ấy đi, để cậu ta đi. Phải rồi Phương lão gia, tôi suýt nữa quên mất một chuyện. Khi người đến đó đặc biệt dặn dò, ngày mai đi chuộc Phương thiếu gia, nhất định phải để một mình thiếu phu nhân đi, nếu không chúng sẽ giết con tin. Giết con tin? Lão gia, chúng ta có báo quan không? Bây giờ vẫn là nên phải cứu Dân Sơn ra thì hơn. Quản gia, đi chuẩn bị tiền đi. Dân, con trai của tôi. Lão gia, ông mau nghĩ cách đi chứ. Sao em tới đây? Em sợ anh xảy ra chuyện. Này, bây giờ cô ấy cần nghỉ ngơi, sao anh lại không cản cô ấy? Tôi không cản được. Còn có người Mộ Dung đại hiệp không cản được sao? Cô ấy là em gái tôi thuận theo cô ấy. Dân Sơn à, em không sao. Phải rồi, đã làm rõ mọi chuyện chưa? Rõ cả rồi. Một người là vì tình yêu, hai người là vì tiền. Nhưng mà những chuyện này anh xử lý xong rồi. Tiếp theo đây cậu định làm gì? Toàn thành cho họ, cũng thành toàn cho mình. Vậy không còn chuyện gì của tôi nữa. Đương nhiên có chuyện của anh rồi. Cha tôi nhất định chuẩn bị, cần anh làm thổ phỉ bịt mặt một lần. Có ý gì vậy? Sao em nghe không hiểu? Em vừa nhìn sẽ hiểu được thôi. Vì em gái của tôi, làm thổ phỉ một lần cũng không sao. Có thể không che mặt không? Không được. Này, Phương lão gia, mời dùng trà. Quán chủ, trà thì thôi. Bình thường thì chuyện của Phương lão gia chúng tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng bây giờ chúng tôi không có người. Ngài xem, bây giờ tôi cũng chỉ là phế nửa người rồi. Vậy bây giờ đi đâu hết cả rồi? Không phải cách đây 10 dặm có tỷ võ cầu thân sao? Đều đến đó cả rồi. Những người còn lại cũng tầm như người làm nhà ngài thôi. Không có tác dụng gì. Không thêm phiền phức đã là không tồi. Phương lão gia, thực sự xin lỗi. Ngài đi thông thả nhé, đi thông thả. Cảm ơn quán chủ. Có thể làm việc gì Mộ Dung đại hiệp là điều tôi nên làm mà. Nên làm thôi. Mộ Dung đại hiệp, tới lượt anh lên sàn diễn rồi đấy. Chúng tôi ở Miếu Quan lưng chừng núi đợi anh. Chúng
ta đi thôi. Này, đứng lại. Bắt sống cho tôi, đừng để thiếu phu nhân bị thương. Không được cử động, không muốn để cô ta chết thì tránh ra cả đi. Không được cử động, để họ đi. Đi cha, đuổi theo. Đến rồi. Thiếu gia, không phải anh bị bắt cóc sao? Rốt cuộc là làm sao vậy? Cô vào trong đó trước đi. Hạnh Nhi, anh Chim Nham. Sao anh lại ở đây? Là anh bắt Phương thiếu gia sao? Đúng vậy. Tại sao chứ? Tại sao lại làm như vậy? Anh nói đi, tại sao lại làm như vậy? Anh muốn đưa em rời khỏi nơi đây. Không ngờ rằng anh em Kim gia có được tài sản của Hai gia vẫn không vừa lòng. Vì tiền tài, cuối cùng lại rơi vào bước đường này. Bọn chúng làm việc ác nhiều năm, sớm đã mất hết nhân tính. Kết cục ngày hôm nay đã được định sẵn, chỉ là Kim Nham. Anh ấy và Hạnh Nhi phải làm sao? Kim Nham không giống với hai anh của anh ấy. Tuy rằng Kim Nham bắt cóc anh, nhưng anh ấy không có ác ý, chỉ là anh ấy dùng sai cách. Nếu như anh ấy bỏ ác thay thiện, chỉ bằng chúng ta giúp anh ấy một lần. Giúp anh ấy. Nếu như chúng ta đã làm sai, vậy thì chúng ta phải chịu trách nhiệm. Anh về Phương phủ với em, bồi tội với Phương lão gia. Được, anh nghe lời em. Hạnh Nhi, hai người muốn đi đâu? Tôi phải đưa Chim Nham để bồi tội với Phương lão gia. Không được, cô không được đưa Chim Nham về. Tại sao? Nếu như cô muốn để Chim Nham sống sót thì phải nghe lời của tôi. Vẫn là nghe lời của Phương thiếu gia đi. Mộ Dung đại hiệp vẫn là muốn anh đã giúp để diễn nốt vở kịch này. Lão gia, họ ở đây. Nhanh lên, nhanh lên, họ đến rồi. Đến rồi. Đến rồi, đến rồi. Được rồi, được rồi, cũng được rồi. Nhanh lên, họ đến rồi đấy. Phương thiếu gia, cẩn thận. Con trai, không sao chứ? Con không sao. Không sao thì tốt, không sao thì tốt. Yên tâm đi, đây là Mộ Dung đại hiệp và cả đại hiệp này đã cứu con. Người đâu, mau đưa ân nhân đi trị thương. Dân. Cha, cha đừng căng thẳng mà. Con chỉ bị người ta làm hôn mê. Nhưng võ công của con là học theo ai chứ? Cha, con là học võ công chứ đâu phải bách độc bất xâm. Cảm ơn Mộ Dung đại hiệp và cô nương đây.
Phu lão gia khách khí rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hai anh em chúng tôi đi khắp nơi, chúng định ở nhờ ở đây một đêm, vừa hay gặp được, cũng xem như là có duyên phận. Mộ Dung đại hiệp ở đây sao mà ở được? Đi, tới nhà tôi nghỉ mấy ngày. Hai vị xin được từ chối. Tôi muốn giết heo mổ dê để cảm ơn hai vị đại hiệp. Người đâu, chôn bọn chúng cho ta. Dân, để chúng sau này làm người tốt. Được, đi thôi.